Chiều nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc gặp. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ chúc mừng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thử thách mà đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gặp phải trong giai đoạn này khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tin tưởng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những thành tích và bề dày truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời cho rằng trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay, yêu cầu về thông tin ngày càng lớn, tốc độ thông tin ngày càng nhanh, thì sự phối hợp giữa phóng viên thường trú của VOV tại nước ngoài và đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài càng trở nên cần thiết và chặt chẽ để mang đến cho công chúng thông tin kịp thời, chính thống nhất.